Ngày 9 tháng 12, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Khởi, 50 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, sáng ngày 23 tháng 11, tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Hòa Quý thì phát hiện xe ô tô tải kéo theo sơ mi rơ móc do Khởi điều khiển đổ xe ngược chiều lưu thông của làn đường. Lúc này, tổ tuần tra yêu cầu ông Khởi xuất trình giấy tờ, nhưng ông Khởi không chấp hành và có thái độ bất hợp tác, điều khiển xe đi ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cho đến khi tổ tuần tra điều khiển xe ô tô tải chuyên dụng đuổi theo và chạy lên trước đầu xe ra hiệu lệnh thì Khởi mới chịu dừng phương tiện. Hành vi chống đối của Khởi có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng sức khỏe của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Hiện Nguyễn Đức Khởi bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.